Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 1, sách giáo khoa sinh học 12, trang 64 với đề bài như sau. Dưới đây là một phần trình tự nucleotide của một mạch trong gen. Mạch từ 3' đến 5' như trên. Phần A, hãy xác định trình tự nucleotide của: thứ nhất, mạch ADN bổ sung trong gen với mạch nói trên. Thứ hai, miRN được phiên mã từ mạch khuôn trên. Phần B, có bao nhiêu cô đông trong miRN? Phần C, liệt kê các bộ ba đối mã với mỗi các cô đông đó. Để trả lời được câu hỏi bài tập trên, chúng ta dựa vào nguyên tắc bổ sung AT-GX hoặc AU-GX. Từ mạch gốc 3' đến 5' như đề bài đã cho, phần A chúng ta suy ra được mạch bổ sung có chiều từ 5' đến 3' và miRN tương tự như mạch bổ sung nhưng thay T bằng U. Phần B, chúng ta tính được số cô đông trên miRN theo công thức số nu chia cho 3 và bằng 18 chia 3 bằng 6 cô đông. Phần C, chúng ta xác định các bộ ba đối mã của mỗi cô đông gồm có 6 cô đông với 6 bộ ba đối mã lần lượt là UAU, GGG, XAU, GUA, AUG và GGX. Như vậy, cô và các em đã vừa trả lời xong câu hỏi số 1, sách giáo khoa sinh học 12, trang 64.